và chúng ta đánh cái phím escape để thoát ra cái cửa sổ rút lệnh đó. Bây giờ chúng ta có một cái lệnh khác, chúng ta rê chuột vào modify và chúng ta chọn là match property. Match property có nghĩa là làm cho phù hợp, gán cho phù hợp với cái gì, các cái tính thuộc tính phù hợp đó. Thì trên này chúng ta thấy có cái hình cái cọ, thì ở trên các cái phần mềm xử lý văn bản nhân dân chúng ta đều có cái tính, có cái cây cọ đó nè, nó chính là format filter hay gì đó vân vân, để dán cái định dạng thôi, thì match property. Bây giờ trong cái bản vẽ này tôi yêu cầu là tôi muốn gán cái, chuyển cái đường polyline này sang cùng cái layer cơ bản giống như cái vòng tròn này, thì thay vì tôi phải bật cái layer cơ bản lên để vẽ đường polyline, thì tôi chỉ cần đơn giản là lít lên cái match property ở trên cái công cụ này đó, lít lít lên đó và tôi lít chuột vào cái đối tượng nguồn, sau đó tôi lít lên cái đối tượng mà tôi cần gán tính chất. Sau hai cái chuyện lít chuột trái đó thì cái đối tượng của chúng ta đã chuyển qua cùng layer với lại cái đối tượng mà chúng ta mong muốn. Như vậy thì khi mà thao tác trên cái bản vẽ, quý vị các bạn thấy là rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta vẽ các đối tượng đó, ví dụ như trên cùng một layer. Ví dụ như trong trường hợp này tôi mở cái layer gọi là tên là layer đường trục lên ở đây. Tôi vẽ một cái đoạn nào đó, bất kỳ, đoạn này không có ý nghĩa gì ở chỗ này hết. Vị trí và tính chất là không quan trọng, kích thước cũng không quan trọng, mà tôi chỉ cần dùng nó để làm cái đối tượng tham chiếu. Tôi dán lên các đối tượng kia, các đối tượng kia chuyển qua đúng cái layer mà tôi mong muốn. Như vậy thì cái quá trình vẽ chúng ta nó được tăng tốc lên, thao tác rất là nhanh. Chúng ta dùng cái lệnh match property là một cái lệnh mà sau này trong cái quá trình làm bài tập tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn chúng ta sẽ dùng cái lệnh đó như thế nào để tăng tốc cái quá trình thực hiện thao tác của chúng ta, làm cái bản vẽ 2D rất là nhanh chóng. Chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái khái niệm cơ bản, những cái khái niệm mà chúng ta đã nhìn thấy trong AutoCAD, trong các cái phần mềm khác. Chúng ta sẽ thấy rằng việc mà chúng ta chuyển đổi như các phần mềm đồ họa trên máy vi tính chuyển qua lại thao tác, nó đều có những cái nét tương đồng với nhau hết, và chúng ta thấy rằng cái tính kế thừa của nó rất là cao. Bây giờ tôi sẽ đề cập tới cái chuyện mà chúng ta vẽ chính xác của đối tượng, và rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ thực hiện những cái động tác đó, những cái thao tác đó ở nhà, để cho đến khi chúng ta bắt đầu vẽ cái bản vẽ kỹ thuật thật là chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ xóa toàn bộ đối tượng ra khỏi màn hình. Chúng ta chọn E-Gray trên cái trình đơn Modify, chọn E-Gray và đơn giản giống như hồi nãy, chúng ta chọn hết tất cả đối tượng của chúng ta và chúng ta click Enter để xóa đối tượng đó. Bây giờ tôi sẽ mở cái layer đường cơ bản, những cái nét cơ bản đó. Tôi vẽ lại hai cái vòng tròn bất kỳ. Chúng ta có thể vẽ hai vòng tròn bất kỳ. Chúng ta vẽ, chúng ta đánh lệnh polyline để chúng ta vẽ những cái đường polyline bất kỳ cắt ngang qua cái đối tượng này. Chúng ta có thể làm cái đó. Hoặc là chúng ta có thể vẽ một cái đường polyline khác. Nhưng mà tôi cố tình, tức là hai cái những cái đường polyline này nếu mà kéo dài thì nó sẽ có giao điểm ở đây. Cái giao điểm đó tôi gọi là giao điểm giả, giao điểm biểu kiến. Chúng ta sẽ làm cái, chúng ta vẽ cái vòng tròn ở đây. Nhưng mà trong trường hợp này á, khi mà chúng ta vẽ các đối tượng thì chúng ta cần phải truy bắt cái đối tượng một cách chính xác. Muốn làm điều đó thì chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta dùng cái thanh công cụ ở phía trên. Chúng ta đưa chuột lên trên cái thanh, những cái thanh công cụ này, chúng ta lít chuột phải của chuột. Thì chúng ta thấy nè, ở đây chúng ta chọn cái gọi là Object Snap, tức là chúng ta truy bắt các đối tượng, chúng ta lít chuột trái vào đó. Thì chúng ta thấy một cái thanh công cụ Object Snap hiện lên ở đây. Chúng ta di dời thanh chuột này, cái thanh công cụ này, và chúng ta cố định nó vào một cái vị trí nào đó. Thế thì lần lượt chúng ta thấy nè, ở đây nè, chúng ta có những cái lệnh giúp chúng ta có thể bắt. Chúng ta thấy nè, hai cái lệnh đầu thì chúng ta tạm thời trong cái phần này chúng ta chưa cần. Chúng ta chọn là Snap to Endpoint, tức là bắt vào cái điểm đầu cuối, điểm đầu mút á, bắt vào trung điểm, Snap to Midpoint, nó rất là trực quan. Chúng ta thấy vậy, ở đây là Snap to Intersection, tức là bắt vào cái giao điểm. Hay chúng ta thấy rằng ở đây là Snap to Apparent Intercept, tức là bắt vào cái giao điểm giả, mà tôi cố tình tạo cái hai cái đường thẳng này ở đây nè, chúng ta có cái giao điểm giả đó, lát nữa chúng ta sẽ bắt. Cái phần Attention, Snap to Attention, thì cái phần này chúng ta cũng tạm thời không đề cập ở đây, bởi vì cái chuyện này chúng ta cũng không cần thiết. Chúng ta thấy Snap to Center, tức là bắt vào tâm của một đối tượng. Snap to hoặc Ran, tức là bắt vào 4 cái điểm 1/4 chia cái vòng tròn hay là một cái cung cong đó.
Vậy chúng ta thấy rằng snap to tangent, tức là bắt vào một cái tiếp điểm. Tiếp theo là snap to perpendicular, người ta vẫn hay gọi là per, trong cái quá trình vẽ người ta gọi là per, tức là bắt vào chân cái đường vuông góc. Hai cái đối tượng mà chúng ta không đề cập ở chỗ này là snap to parallel, tức là bắt vào một cái đối tượng để vẽ đối tượng song song với đối tượng trước đó. Thì chúng ta cũng không cần lệnh này bởi vì chúng ta có một cái lệnh hay hơn nhiều. Chúng ta có snap to insert, thì chúng ta cũng tạm gác lại đây, tức là bắt vào cái điểm chèn của một cái khối. Snap to node v.v. Thế bây giờ tạm thời ở đây á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là snap to nearest. Chúng ta sẽ lần lượt đề cập nó. Tức là bắt vào cái đối tượng gần nhất của vị trí con trỏ đó, gọi là snap to nearest. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện, chúng ta vẽ, chúng ta gõ từ bàn phím, chúng ta gõ lệnh C để chúng ta vẽ vòng tròn, chúng ta enter. Thì AutoCAD hỏi chúng ta là xác định tâm của cái vòng tròn đó. Chúng ta chỉ cần click chuột ở phía trên, chúng ta click vào snap to end point. Tức là ở chỗ này chúng ta sẽ thấy là AutoCAD tự động bắt vào, khi chúng ta đưa chuột vào là gần cái những cái điểm đầu mút thì AutoCAD tự động bắt cái đối tượng đó. Chúng ta click chuột trái vào end point. Bây giờ thí dụ cái bán kính của nó, chúng ta có thể xác định vị trí nào đó. Thì trong trường hợp này chúng ta click vào snap to mid point, tức là bắt vào trung điểm. Chúng ta click vào mid point thì ở đây chúng ta có cái mid point. Thì cái bán kính này của vòng tròn thì bằng từ cái tâm từ cái đầu mút này đến cái trung điểm này. Rất là dễ dàng. Chúng ta enter để trở lại cái lệnh vòng tròn đó. Chúng ta nói rằng tâm của nó thì chúng ta trả lời là snap to intersection, chúng ta click vào intersection. Ở đây có rất nhiều giao điểm, chúng ta rê chuột ở đây là intersection. Đó. Vậy chúng ta click chuột là snap to intersection một lần nữa. Thì rõ ràng là vị trí của vòng tròn này bán kính đều là chính xác hết. Bây giờ tôi gõ lệnh polyline từ bàn phím và điểm bắt đầu của nó. Tôi trả lời là cái điểm đó là có thể là snap to intersection, tức là chúng ta bắt vào cái giao điểm này. AutoCAD tự động làm cái chuyện đó cho chúng ta. Nếu chúng ta tự dò thì điều này rất khó khăn. Chúng ta sẽ bắt vào cái giao điểm biểu kiến của hai đối tượng này. Ví dụ như hai đối tượng ở đây chúng ta muốn cái vòng tròn ở cái đường thẳng này nè. Và đường thẳng này có cái giao điểm biểu kiến nằm ở vị trí mà chúng ta thấy gần gần vị trí này. Thì chúng ta click chuột vào snap to apparent intercept, click chuột vào đó. Thì chúng ta nhìn ở cái dòng lệnh đó, ở phía dưới nè. Còn cái dòng comment ở phía dưới chúng ta thấy nè. AutoCAD hỏi chúng ta là app pin up, tức là cái giao điểm biểu kiến của đối tượng nào. Tôi di dời chuột lên phía trên này, tôi click chuột trái trên cái khung chỗ này nè, ngay cái đối tượng mà chúng ta chọn, click chuột trái ở đó. Và tôi di lại cái đối tượng gần cái đối tượng này. Thì chúng ta thấy này, chúng ta di chuột, chúng ta thấy cái dấu X xuất hiện ở trên. Đó chính là cái giao điểm giả, giao điểm biểu kiến. Ta click chuột trái ra đối tượng này. Thì AutoCAD tự động vẽ lại cái đối tượng đó cho chúng ta. Chúng ta cũng làm cái điều tương tự đó. Click lại một lần nữa. Giờ chúng ta chọn cái đối tượng là đây, chúng ta click chuột trái một lần. Chúng ta di dời đối tượng này, chúng ta click chuột trái một lần. Thì rõ ràng cái đường polyline đó được kết thúc ở cái chỗ là giao điểm giả của hai cái đối tượng mà chúng ta vẽ đây. Chúng ta enter để kết thúc lệnh. Ở còn những cái chỗ khác, ví dụ như chúng ta nói là chúng ta vẽ một cái đường polyline nữa, chúng ta đánh từ bàn phím. Điểm bắt đầu của nó là snap to end point, chúng ta cứ lần lượt trả lời như vậy. Và điểm tới của nó là chúng ta trả lời AutoCAD là bắt vào tâm của vòng tròn, chúng ta click vào snap to center. Nhưng lưu ý là chúng ta không nên chọn vào tâm của vòng tròn mà chúng ta nên chọn vòng tròn để cho AutoCAD tự động tính ra được cái vòng tròn đó. Chúng ta tính được cái tâm đó. Chúng ta click chuột và snap to quadrant thì chúng ta thấy rằng AutoCAD sẽ tự động bắt vào bốn cái điểm góc 1/4 ở đây. Điều tương tự, chúng ta click chuột vào snap to tangent thì chúng ta thấy rằng cái đường polyline này sẽ được vẽ xuống hai cái tiếp điểm ở đây. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã tìm hiểu qua những cái tính năng cơ bản của những cái lệnh vẽ cơ bản của AutoCAD, từ lệnh tô mặt cắt cho đến khi chúng ta đánh chữ, chúng ta xem thông số bên trong của đối tượng và chúng ta truy bắt các đối tượng để dễ chính xác. Thì trong phần bài sau tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn một số lệnh hiệu chỉnh khác để chúng ta có thể bắt đầu vào trong những cái bản vẽ CAD 2D của chúng ta. Và mong quý vị thực hiện những cái lệnh mà tôi hướng dẫn trong phần bài ngày hôm nay ở nhà, để chúng ta có thể có nền tảng chắc để chúng ta làm cho những phần sau. Kính chúc quý vị các bạn thành công. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.